Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố các bị can trong vụ án hình sự giả mạo trong công tác xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-02D thuộc Công ty Cổ phần Thuận Phát, địa chỉ thôn Năng Tây 3, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Công an tỉnh Quảng Ngãi quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Thanh Trung, sinh năm 1986, quê ở xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi là giám đốc, và bị can Phạm Minh Hiếu, sinh năm 1988, thường trú phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi là phó giám đốc, đăng kiểm viên về tội giả mạo trong công tác, quy định tại khoản 4, điều 359 Bộ luật hình sự. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra mở rộng và sẽ có thông tin chi tiết về hành vi giả mạo trong công tác của hai bị can này. Trước đó thì trong tháng 5, công an tỉnh này cũng bắt giám đốc và phó giám đốc một trung tâm đăng kiểm khác là trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D cũng về tội giả mạo trong công tác.